cọc kẹo hoặc là ngon. Đưa đây. Em mét cha. Ngon mét đi. Quân tử trả hù 10 năm chưa muộn, chị đợi đấy. Sao? Chờ cho mượn điện thoại đi. Được. Wow. Nè, cẩn thận nha. Dạ. Bể là bị đòn đó. Dưới chân chị có con gì kìa. Trời ơi, chị hai gạt chân con. Hả? À? Té có sao không con? Đứng lên đi. Bể rồi. Con thì không sao, còn điện thoại cha thì bể rồi. Hả? Cái gì trời? Chết này chứ tao. Té có chị rồi. Ha ha. Ai ố đi mà. Em ơi, có tiền không? Cho anh chịu chịu đi đám sinh nhật bạn này. Không có tiền mà tới ngày đám tiệc. Đám người ta mời chứ bộ. Ê, muốn có tiền không? Ăn hết trái chanh này mà không nhăn mặt đi rồi cho anh chịu. Trái chanh này hả? Anh chịu đâu, bỏ ngay trước đi. Ăn đi, không nhăn mặt nghe. Lấm tên. Ai ố đi mà. Chết chanh gì mà chua dữ vậy trời. Khổ quá khổ. Ai mà mời sinh nhật nữa. Chết chứ tôi. À? Mạnh dữ à. Nói vậy thôi chứ anh không ăn em cũng cho anh 1 triệu mà. Hả? Rồi sao nãy giọng nói trời. Làm chú không chết được vậy. Đồ ác độc. Oh no!